Dạ xin mến chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe Vụ mùa, mùa bụi thu, chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh Xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 3 tháng 10 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có xu hướng đi ngang. Đến tháng 9, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đã cấy được gần 600.000 hecta lúa thu đông. Hiện nay lúa thu đông hiện đang ở giai đoạn chỗ đều và bắt đầu cho thu hoạch. Giá lúa hôm nay tại An Giang tiếp tục có xu hướng ổn định. Theo đó, đối với các giống lúa như IR 50404 hiện tiếp tục ở mức 4.500 đến 4.800 đồng một kg. Lúa OM 9582 hiện ở hiện ở mức 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg. Lúa đại thơm 8 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. OM5451 có giá 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. OM6976 hiện có giá 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. OM18 có giá 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Lúa nàng 29 có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Các loại lúa nếp như nếp Long An khô hiện giữ nguyên mức 6.400 đồng 1 kg. Lúa nếp vỏ khô hiện đứng ở mức 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi hiện tiếp tục niêm yết ở mức 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg. Nếp tươi Long An hiện đứng ở mức 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Giá lúa tươi hiện được bán tại ruộng với mức thấp hơn so với vụ lúa đông xuân 2020-2021 và vụ hè thu vừa qua từ 600 đến 1.000 đồng trên 1 kg. Hiện giá lúa thu đông đang được các thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 4.200 đến 4.600 đồng 1 kg với giống lúa OM380, lúa IR50404, giống lúa chất lượng cao, lúa thơm như OM5451, Lúa đại thơm 8 hiện có giá từ 5.100 đến 5.600 đồng 1 kg. Với giá gạo hôm nay hiện cũng có xu hướng ổn định. Giá gạo thường tại các chợ của An Giang hiện có mức 11.000 đến 11.500 đồng 1 kg. Giá gạo nàng nhang hiện có giá 20.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài có giá 16 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo giác min hiện đứng ở mức 14 đến 15.000 đồng 1 kg. Gạo hương lai có giá 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng hiện có giá 15.000 đồng 1 kg. Nàng hoa hiện có giá 16.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường có giá 14.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái là 18.000 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan hiện có giá 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật có giá 19.000 đồng 1 kg, nếp ruột có giá từ 13 đồng đến 14.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin

Lúa ST25 lúa tươi có giá từ 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Nàng hoa chín lúa tươi có giá từ 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. ST24 lúa tươi có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa giặc min lúa tươi có giá từ 5.300 đến 5.500 đồng 1 kg. Lúa nhật lúa khô có giá từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Thơm Đài Loan lúa tươi có giá từ 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa nhật DS1 lúa tươi có giá từ 5.000 đến 5.250 đồng 1 kg. IR5404 lúa tươi 4.500 đến 4.800 đồng 1 kg. Đại thâm 8 lúa tươi 5.500 đến 5.800 đồng 1 kg. IR 50404 lúa khô có giá từ 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. RVT lúa tươi có giá từ 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. RVT lúa khô có giá từ 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. VNR20 lúa tươi có giá từ 5.700 đến 5.900 đồng 1 kg. Nếp Long An khô giá 6.400 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi có giá từ 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg. Nếp tươi Long An có giá từ 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg Thưa bà con Bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng Bà con xem tin thấy hay Thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem Xin cảm ơn bà con Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau